xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về cái bộ sách Kỷ Yếu của Diện Trần. Kỷ Yếu 20 năm, Kỷ Yếu 30 năm và một cuốn nữa là Kỷ Yếu 35 năm. Thì mình mới hết cuốn sách đấy rồi, mình chưa giới thiệu được. Tuy nhiên mình giới thiệu những cuốn này thì các bạn sẽ hình dung ra được cuốn đấy thôi. Cuốn thứ nhất là Kỷ Yếu 25 năm thành lập Diện Trần điều khiển Điệu Pháp. Thì cứ đến những cái năm chẵn ấy là thầy Bùi Quốc Châu là có cho tóm tắt những cái việc đã làm được trong 20 năm, trong thời gian qua, những thành tựu, rồi những cái kiến thức mới, những cái kết quả nghiên cứu, rồi những cái bài viết cũng rất là hay. Các bạn có thể đọc Diện Trần niềm tự hào của người Việt Nam, tác giả Hàn Chu, các bạn sẽ tìm thấy rất là nhiều các bài viết của những bậc tiền bối hàng đầu trong những cuốn sách này, nhất là cuốn đầu tiên là cuốn 20 năm này đó, những thành tựu mới nhất, được cách thức nghiên cứu vân vân của các tác giả. Rồi sau đó là có trình bày đến kinh nghiệm điều trị của những người đã học và làm Diện Trần, ví dụ giải pháp chữa bệnh tốt nhất là gốc hay ngọn, Nguyễn Đăng Xiêm. Đấy, Nguyễn Đăng Xiêm. Rồi đến những bài đến với Diện Trần điều khiển Đạo Pháp, tức là những cái bài viết về Diện Trần, rồi những cái người mà người ta đã làm thành công, chữa những ca bệnh thành công. Đấy, giống cái quyển Kỷ Yếu này giống như là cái cuốn mà tổng hợp lại, tập hợp lại và tổng kết lại, báo cáo lại những cái thành tựu trong cái quãng thời gian vừa qua đó. Những tâm niệm của môn sinh Diện Trần. Đây, cuốn sách cũng khá là dày, và các bạn chú ý là cuốn sách đây là cuốn sách photo nhé, không phải là sách xuất bản ở nhà xuất bản đâu, nó chỉ là cuốn sách để lưu hành nội bộ, để mình tham khảo thêm, để mình nâng cao trình độ thôi, mình nghiên cứu sâu thêm. Đó. Chắc chắn các bạn sẽ tìm được những cái bài viết, những kiến thức của những người mà rất là uyên thâm, người ta đã viết trình bày ở trong cái cuốn sách này Kỷ Yếu 20 năm. Tiếp theo mình giới thiệu cái cuốn sách Kỷ Yếu 30 năm. Kỷ Yếu 30 năm. Thì cũng thống kê lại cái thành tựu của 30 năm rồi. Đấy. Của Diện Trần. Đấy. Ví dụ mình đọc một đoạn này: sau một thời gian củng cố và xây dựng các hoạt động của Diện Trần trong nước, thầy Châu lại tiếp tục truyền bá học thuật này đến nước Tây Âu. 2002 thầy sang Pháp, phát hành các cuốn sách tại Pháp, tức là các thành tựu của thầy rất là nhiều. 2002 đến 2006 thầy Bùi Quốc Châu đã rong ruổi trên các quốc gia như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch để giảng dạy phổ biến Diện Trần, vân vân. Hoạt động trong nước, tức là nó rất là nhiều. Mình đọc mình hiểu thêm về cái phong trào Diện Trần. Đó. Rồi những cái bài viết của những người tâm huyết, những người đã đi theo thầy một thời gian dài để học Diện Trần và đóng góp những cái thành tựu cho Diện Trần. Mình đọc những cuốn sách này mình sẽ thêm hiểu về cái lịch sử của Diện Trần, quá trình mà hình thành, xây dựng và phát triển Diện Trần cho đến được đến ngày hôm nay. Rồi nhiều người vẫn thắc mắc tại sao có 35 năm hoặc là 39 năm đến hiện tại đấy, mà Diện Trần nó phát triển mạnh mẽ như vậy. Thì các bạn sẽ tìm thấy những cái câu trả lời ở những cái bài viết này. Đấy. Những cái bài viết của các học viên, rồi những người tâm huyết theo Diện Trần. Đó. Thì hy vọng mà cuốn sách sẽ là một cái tài liệu tham khảo rất là đáng quý cho các bạn. Chúc các bạn sẽ tìm thấy được những cái điều quý báu ở những cái tập sách này, ở bộ cái tập sách Kỷ Yếu này.